Sau một thời gian củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Viết Thế Sơn, sinh năm 1995, trú xã Hương Xuân, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, kiểm lâm viên công tác tại hạt kiểm lâm huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng 8 đối tượng liên quan về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Trước đó, dư luận ở huyện Nam Đông và các địa phương lân cận rất bức xúc trước việc một kiểm lâm viên của huyện Nam Đông có dấu hiệu móc nối với một số đối tượng thu mua gỗ lậu trở về xuôi tiêu thụ. Đáng lo ngại, tại những khu rừng phòng hộ, những cánh rừng già bạt ngàn ở huyện miền núi Nam Đông có rất nhiều loại gỗ thuộc nhóm quý hiếm và nguy cơ chặt phá rừng để lấy gỗ luôn là nỗi lo của người dân. Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp và qua công tác trinh sát địa bàn, Công an huyện Nam Đông phát hiện đối tượng Trần Viết Thế Sơn, cán bộ kiểm lâm của hạt kiểm lâm huyện Nam Đông có dấu hiệu vận chuyển mua bán gỗ lậu. Vốn là kiểm lâm viên, Sơn đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác trinh sát địa bàn, Công an huyện Nam Đông đã phát hiện ngày 12 tháng 12 năm 2023, Sơn gọi điện thuê Đỗ Ngọc Cường, sinh năm 1992, trú xã Hương Xuân, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, chở số gỗ kiền kiền đang được để tại nhà bà Trần Thị Huệ, trú xã Hương Xuân, huyện Nam Đông, là mẹ của Sơn, trở về cho Lê Hữu Thiện, sinh năm 1988, trú tại phường An Cựu, thành phố Huế để bán. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Cường điện thoại thuê Nguyễn Văn Lãm, sinh năm 1994, trú xã Hương Xuân, huyện Nam Đông, chở gỗ từ nhà bà Huệ về thành phố Huế. Lợi dụng khi trời đã tối, đường vắng người, Sơn, Cường, Lãm cùng với Đặng Phương Nam, sinh năm 1999, trú xã Hương Xuân, huyện Nam Đông, có mặt tại nhà bà Huệ và cùng nhau bốc 83 phách gỗ kiền kiền có tổng khối lượng khoảng gần 3 mét khối, lên xe mang biển kiểm soát 75C10142 của đối tượng Lãm để trở về xuôi. Sau khi bốc gỗ lậu lên xe, khoảng 23 giờ cùng ngày, Lãm điều khiển xe bán tải mang biển kiểm soát 75C10142 chở Cường đi theo hướng Nam Đông về thành phố Huế để đến nhà Lê Hữu Thiện. Trong khi đó, Sơn điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 75A02464 chở đối tượng Nam đi theo sau để hộ tống cho xe chở gỗ lậu mang biển kiểm soát 75C10142. Khi các đối tượng lưu thông đến đoạn đường thuộc địa phận xã Hương Phú, huyện Nam Đông phát hiện có lực lượng công an huyện Nam Đông, nên Sơn điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 75A02464 chặn ép, cản trở phương tiện của công an huyện Nam Đông, không cho lực lượng công an tiếp cận phương tiện đang chở gỗ. Lúc này, Lãm điều khiển xe mang biển kiểm soát 75C10142 chạy theo hướng về huyện Phú Lộc, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng công an. Các đối tượng sau khi bỏ chạy đã đánh lạc hướng, không chở số gỗ trên xe đến thành phố Huế mà bất ngờ đổi hướng di chuyển đến xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại đây, các đối tượng đã hạ 63 phách gỗ xuống một bãi đất trống cạnh khu dân cư. Rồi sau đó các đối tượng quay trở lại địa bàn huyện miền núi Nam Đông. Khoảng 23 giờ ngày hôm sau, 13 tháng 2 năm 2023, Trần Viết Thế Sơn điều khiển xe ô tô gắn biển số giả 75C09886, biển kiểm soát thật là 75C09164, chở theo đối tượng Nguyễn Quốc Hà, sinh năm 1993, trú xã Hương Xuân, huyện Nam Đông, và đối tượng Đỗ Ngọc Cường điều khiển xe ô tô gắn biển giả 75C11472, biển kiểm soát thật đầu số 36C, chở đối tượng Đặng Phương Nam cùng xuất phát từ huyện Nam Đông, vượt hơn 50 km đi đến địa điểm giấu 63 phách gỗ tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc. Đến nơi, các đối tượng cùng nhau bốc 34 phách gỗ lên xe biển kiểm soát 75C11472, rồi Cường điều khiển xe chở gỗ này chở Nam di chuyển đến nhà đối tượng Lê Hữu Thiện ở thành phố Huế, còn Sơn chở Hà đi cùng để hộ tống theo sau. Khi đến kho chứa gỗ của nhà Thiện, người này ra mở cửa tiếp nhận số gỗ vào kho. Cường sau đó lên xe biển kiểm soát 75C09886 của Sơn chạy vòng khu vực bờ Nam thành phố Huế, rồi chạy lên huyện Nam Đông trước. Còn Nam chở Hà điều khiển xe biển kiểm soát 75C11472 về lại xã Vinh Mỹ để tiếp tục bốc 29 phách gỗ còn lại để chở lên kho của Thiện. Khi Hà và Nam đang chở 29 phách gỗ đến đoàn kiệt 27 Ngự Bình, phường An Cựu, thành phố Huế, thì bị công an huyện Nam Đông phối hợp với công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện quả tang. Qua điều tra mở rộng, đến giữa tháng 1 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã lần lượt bắt giữ 9 đối tượng gồm Lê Hữu Thiện, Trần Viết Thế Sơn, Đỗ Ngọc Cường, Đặng Phương Nam, Nguyễn Quốc Hà, Nguyễn Văn Lãm, Trần Đình Vĩ, Trần Văn Đồng, Trần Văn Lành cùng trú tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế có liên quan hành vi vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép. Theo cơ quan điều tra, Trần Viết Thế Sơn thỏa thuận trao đổi bàn bạc thống nhất với Đỗ Ngọc Cường về việc mua 34 phách gỗ kiền kiền Phú Quốc của Trần Văn Lành
và 49 phách gỗ kiền kiền Phú Quốc của Trần Văn Đồng và Trần Đình Vĩ. Sau đó, Sơn Cường sử dụng xe ô tô để vận chuyển bán cho Lê Hữu Thiện số lượng 83 phách gỗ kiền kiền Phú Quốc nêu trên, không có nguồn gốc, hồ sơ, giấy tờ hợp pháp. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Nam Hàn Lãm biết rõ gỗ không có giấy tờ hợp pháp nhưng vẫn cố ý thực hiện, giúp cho các đối tượng Sơn Cường trong việc vận chuyển tiêu thụ gỗ. Được biết, theo kết quả giám định của Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam kết luận, 83 phách gỗ các đối tượng vận chuyển mua bán nêu trên là loại gỗ kiền kiền Phú Quốc, được xếp vào nhóm 1A trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng. Nhưng điều khiến dư luận bức xúc, Trần Viết Thế Sơn dù là kiểm lâm viên nhưng lại là một trong những đối tượng cầm đầu trong đường dây vận chuyển mua bán lâm sản trái phép. Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Nam Đồng cho biết, Trần Viết Thế Sơn nhận nhiệm vụ công tác tại đơn vị này từ năm 2022